tiếp tục qua việc anh chị ơi. Một căn nhà như thế nào thì được gọi là đẹp ạ? À? Đây ạ. À, một cái mẫu nhà mà vừa xây xong được thị trường đón nhận rất là tích cực quý chị ơi. Xây xong căn nào vào việc căn đó. Đấy, một căn nhà thiết kế hiện đại và lệch tầng, phù hợp cho anh chị nào mà mong muốn tìm một căn nhà trẻ trung và năng động. Đó. Đây là một căn nhà thiết kế hơi phá cách hơn so với nhiều căn nhà khác quý chị nha. Một cái căn nhà mà em cảm thấy rất đẹp. À, thị trường đón nhận rất tích cực luôn quý chị nha. Đúc 3 tấm và xây mới, ở phía trên là có sân thượng luôn. Cái sân thượng thôi cũng lệch tầng. Phòng ngủ cũng lệch tầng anh chị nha. Đấy, trong khu dân cư quy hoạch rất chuẩn. 12 mét con đường này tính luôn vỉa hè cho em. À, anh chị sẽ bất ngờ ngay thôi, tại vì diện tích của căn nhà này chỉ có 63 mét vuông thôi, nhưng mà được chủ đầu tư bố trí khá là hợp lý quý chị nha. Sẽ có sân xe máy ở đây ha, và phòng khách. Ở phía trong kia sẽ là khu vực nhà ăn. Bên đây là tủ kệ để mình để tivi, chỗ này là mình để tivi anh chị nhá. Ở trên chạy led quý anh chị thấy đẹp không? Đó. Căn này là hướng đông nam, anh chị nào mà đông tứ trạch rất hợp nhá. Với bề ngang là 4m2 và chiều dài 15m, tổng căn này là 63m và thủ cư hết sổ sách giấy tờ đầy đủ. À, trước giờ em Hải chỉ review sổ hồng riêng, không review sổ chung, anh chị biết rồi nhá. Đấy, cầu thang ở đây để một bên khá là hợp lý ha. Mình tận dụng được nguyên không gian ở phía dưới này mình làm tủ quý anh chị ha. Chỗ đây sẽ có hai cái giếng trời, một cái giếng trời ở giữa cầu thang quý anh chị, một cái giếng trời ở ngay giữa căn nhà của mình ha. Ở đây có cây xanh này rất đẹp nha. Đó, và ở phía cuối nhà này cũng có một cái giếng trời nha anh chị, qua cái khu vực bếp này. Đó, bếp trên bếp dưới có sẵn cho anh chị mình luôn nhá. Sau đây là một cái giếng trời ở phía sau của nhà và nhà vệ sinh mình bên đây, nằm giữa hai cái chợ bao gồm chợ đêm Hòa Lân và chợ Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lên lầu đi quý anh chị. Giếng trời ở dưới nhà đấy quý anh chị này, lệch tầng đấy quý anh chị nha. Nhà mình là thiết kế lệch tầng, mình nhìn được thấy rõ luôn anh chị nha. Phía bên đây sẽ có một cái phòng ngủ. Có luôn nhà vệ sinh khép kín cho anh chị mình, tại vì khu vực lầu 1 này sẽ có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ở bên trong, rất tiện nghi quý anh chị ơi. Đây, nếu mà đứng ở cái góc máy này là anh chị nhìn thấy được sự lệch tầng của căn nhà mình. Đó quý anh chị nhá, phá cách hơn so với nhiều căn nhà khác nhá. Cầu thang ở đây vẫn để một bên nhá. Thêm một cái phòng ngủ ở phía trước này cho anh chị mình. Nhà vệ sinh khép kín đây. Đó. Anh chị ơi, phòng ngủ này rộng nhá. Tất cả các cái thông tin em Hải đưa là đúng đủ chính xác, minh bạch, công khai. Bây giờ lên lầu 2. Phòng ngủ số 3 đây. Hai cái phòng ngủ này có cửa sổ luôn anh chị nhá. Hai cái phòng ngủ này thì nhà vệ sinh sẽ để ở phía ngoài anh chị nhá. Chỗ đây là lầu 2 rồi nhá. Đây, nhà vệ sinh của mình này. Là tổng nhà mình sẽ có 4 cái phòng ngủ, 4 cái nhà vệ sinh. Nhà thì được xây dựng mới hoàn toàn anh chị, lệch tầng đây. Đó. Vẫn là cầu thang một bên xíu nữa lên sân thượng nha anh chị mình xem. Xem luôn cái phòng ngủ số 4 nha anh chị. Đây. Vậy là tổng kết là 4 phòng ngủ anh chị nhá. Phòng thờ phía trước của nhà mình đây ạ. Căn này là 63 mét thôi, căn này 63 mét vuông anh chị nhá, nhưng mà thiết kế khá là hợp lý với 4 phòng ngủ. Anh chị nào mà đang có một cái thửa đất như thế này mong muốn xây thì mình cứ vào việc nghiên cứu nha. Lên sân thượng là quý chị. Giặt phơi đồ để ở trên đây quý chị nha. Đúc 3 tấm, đúc bê tông hết luôn, tràn sang bên đây. Cái sân thượng cũng lệch tầng luôn quý chị. 3,85 năm tỏi. Chính chủ đầu tư đang kêu ha. Anh chị ơi, cái quan trọng nhất là phù hợp hay không ha. Nếu mà được thì mình qua mình gặp chủ nhà nói chuyện quý chị nha. Bên đây là có chợ đêm Hòa Lân, anh chị có thể tìm 300 mét. Em xin cảm ơn.